Mạnh Quỳnh đau đớn tiết lộ cuộc gọi cuối Phi Nhung ở Việt Nam trước khi qua đời. Không chỉ giống nhau vì đều có giọng hát trời phú và niềm đam mê cả hát cháy bỏng, cả hai còn có nhiều điểm chung khác ngoài cuộc sống như cùng tuổi, cùng là con lai mang trong mình hai dòng máu Việt Mỹ, cùng trải qua một tuổi thơ nhiều nhọc nhằn khó khăn. Đặc biệt dù sở hữu vẻ ngoài với những nét rất tây, song không hẹn mà cả hai đều cùng chọn theo đuổi dòng nhạc dân giả, thấm đẫm chất tự tình quê hương. Sau này khi nổi tiếng Phi Nhung được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa vì tần suất phủ sóng dày đặc trên thị trường âm nhạc cùng số lượng băng đĩa phát hành kỷ lục thì Mạnh Quỳnh cũng được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh Hoàng tử nhạc sến vì vẻ ngoài lịch lãm đậm chất xoáy ca và chất giọng ấm áp ngọt ngào. Cũng bởi vậy mà khi nữ hoàng kết hợp với hoàng tử, ngay lập tức đã tạo nên cơn địa chấn đối với những người hâm mộ, giọng hát của cả hai đồng thời được xem là hiện tượng hát đồ của dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero. Chia sẻ về lần đầu tiên gặp, cố ca sĩ Phi Nhung đã từng kể, lần đó cô gặp Mạnh Quỳnh ở Canada khi cả hai cùng biểu diễn trong một chương trình âm nhạc. Sau khi hát chung với một ca sĩ khác, Mạnh Quỳnh có màn song ca với Phi Nhung và anh cho cô hát liền tù tì cả một liên khúc. Vốn tính hay quên, lại chưa có sự chuẩn bị trước, nên đôi chỗ Phi Nhung bị quên lời. Tình ý nhận ra điều này, Mạnh Quỳnh nhắc từng chữ một cách rất nhỏ nhẹ. Ấn tượng khi ấy của cô về Mạnh Quỳnh là một người đàn ông nói năng cực kỳ nhẹ nhàng và dễ chịu. Thời gian sau đó khi có duyên thu âm chung với nhau ở ngoài đời, cả hai bắt đầu có trận tranh luận nảy lửa đầu tiên. Như chia sẻ của Mạnh Quỳnh thì lần đó, một trung tâm âm nhạc muốn anh thu cùng Phi Nhung bài hát Sa Mưa Dông mang âm hưởng dân ca Nam Bộ khi đến phòng thu đặt ở nhà phi nhung ấn tượng đầu tiên của anh về cô ca sĩ xinh đẹp là có vẻ gì đó rất đàn chị thế nên khi mạnh quỳnh bày tỏ về việc anh hát nhạc trữ tình quen rồi e rằng hát nhạc dân ca quê hương mà phát âm giọng miền nam thì sợ không đúng kiểu ngay lập tức anh liền bị phi nhung thẳng thần la rầy là chảnh sở dĩ vậy bởi phi nhung biết rất rõ mạnh quỳnh hát được cải lương và hát rất hay nên cô tin rằng anh có thể dễ dàng khi chuyển sang hát dân ca đó là lý do Phi Nhung kiên quyết bác lời đề nghị của Mạnh Quỳnh là hay bỏ bài đó đi, Quỳnh hát không có được. Phi Nhung nói vui, có lẽ vì ca khúc này nằm trong CD có chủ đề giận hơn nên lần đầu tiên cô và Mạnh Quỳnh thu âm chung với nhau đã gây lộn và suýt giận nhau. Còn Mạnh Quỳnh thì cho rằng nếu như trong cuộc sống vợ chồng đến với nhau là duyên nợ thì giữa anh và Phi Nhung là duyên nợ tri kỷ trên sân khấu. Chỉ có điều ở trên sân khấu diễn xuất tình tứ mùi mẫn là thế, nhưng chỉ cần bước ra sau cánh ga thì cả hai lại mạnh ai nấy đi. Trên sân khấu vừa diễn ôm nhau khóc lóc xong, xuống sân khấu ông ấy bỏ đi một hơi, có khi mình mò mẫm bước ra phía sau cánh gà tối thui, chỉ sợ vấp té. Nghĩ bụng, ủa ông Quỳnh đâu rồi? Hóa ra ông ấy te te đi về rồi còn đâu? Đi một mạch luôn không thèm chào mình luôn. Cố ca sĩ Phi Nhung từng hào hứng tố vui người bạn diễn ăn ý của mình.